cơ sở cho các em bay dùng vô phụ với ạ. Mình nhìn cô chủ nhiệm của mình giơ tay cho đúng nha. Đây chúng ta làm lại, tay trái đâu là tay trái đâu? Bây giờ nó tay phải nha. Tay phải đâu là tay phải đâu? Tay đâu là tay đâu? Rất là giỏi, đưa khô tay thì mình giơ tay. Bây giờ cô hỏi nè, đầu đâu là đầu đâu? Đừng có lấy tay vỗ lên đầu, mình lắc cái đầu nè. Đầu đây là đầu đây. Đây chúng ta làm lại. Đầu đâu là đầu đâu? Đúng rồi, đừng có lấy tay vỗ đầu. Và mắt đâu là mắt đâu? Mà đưa hai bên này đừng có đưa vô trong mắt, rất là nguy hiểm. Mà đưa hai bên mắt vào mà sẽ chớp chớp mắt. Mắt đây là mắt đây. Mũi đâu là mũi đâu? Đúng rồi, chúng ta dùng hai cái ngón tay trỏ và ngón giữa, mình phải vuốt mũi của mình. Mũi đây là mũi đây. Má đâu là má đâu? Miệng